Bà con thân mến, hôm nay trang trại bồ câu Quế Hoa chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con về tiêm thuốc và phòng ngừa cho chim như sau. Cái thứ nhất là chúng ta về tiêm thuốc. Khi chúng ta tiêm thuốc thì trong quá trình tiêm thì chúng ta có nhiều cái loại thuốc khác nhau và vaccine khác nhau. Thì trong tài liệu của trang trại chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bà con về tiêm thuốc chim như sau. Đối với tiêm thuốc thì chúng ta chú ý những chim mà chúng ta được làm giống, đó là chim non. Chim non này là khoảng trên dưới 20 ngày thì chúng ta chú ý. Thì trong cái giai đoạn này chúng ta cần tiêm thuốc như là về chủng đậu, cũng như là các cái thuốc vitamin, cũng như là các cái vaccine. Thì trong quá trình tiêm thuốc thì chúng ta chú ý, ta đưa chim đây và ta phật chim vào ở trong vị trí của chân của chim. Chú ý khi chúng ta đưa chim vào, chúng ta không được tiêm vào trong bắp thịt mà chúng ta tiêm vào trong vị trí da của chim. Với lưu lượng của thuốc á, thì khoảng là 0,3 ml. Đấy là động tác tôi vừa tiêm thuốc xong cho chim. Tương tự như vậy chúng ta cũng có thể tiêm tiếp theo. Thì chúng ta chú ý là chim non là chúng ta tiêm vào vị trí của chân. Đó là tiêm thuốc cho chim vào vị trí của chim. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho bà con về chủng đậu của chim. Thì đối với chim bồ câu, nếu chúng ta chủng đậu đúng lứa tuổi cho chim thì có tác dụng cho về sau. Trong trường hợp đến chúng ta chủng đậu chim mà già và chim bố mẹ thì hầu như là không có tác dụng nhiều lắm, mà chúng ta tiêm chủng đậu cho chim là ở lứa tuổi là dưới 1 tháng. Thì trong quá trình chủng đậu thì chúng ta chuẩn bị các cái đồ dùng như sau. Cái thứ nhất là chúng ta dùng có một cái kim này để chúng ta tiêm vào da, lớp da của chim. Cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng về thuốc, đó là thuốc về chủng đậu cho gà. Chúng ta có thể dùng chủng đậu của gà chúng ta áp dụng cho chim bồ câu. Và khi chúng ta pha chế vào trong nước, vào trong dung dịch của nước thì chúng ta ngoài thú y người ta họ bán cho mình, chúng ta có thể pha vào theo tỷ lệ mà chúng ta đọc hướng dẫn trên sử dụng. Sau khi chúng ta pha xong thì chúng ta động tác kỹ thuật mà chúng ta chủng đậu cho chim như sau. Các bạn lấy chim nhúng vào trong thuốc đã pha, sau đó chúng ta đưa cánh chim chúng ta tìm vị trí chim, vị trí mỏng nhất chúng ta quan sát, sau đó chúng ta tìm vào đây. Khi chúng ta tiêm vào thì chúng ta nhấc lên, thì trong trường hợp này là lượng thuốc là được bám vào trong vị trí của lớp da. Chúng ta thấy có một vết của chim. Thì lúc này nếu cái lượng thuốc chúng ta động tại đây thì lúc này là chim có tác dụng. Thì sau này chúng ta sẽ biết là chim này là chúng ta đã chủng đậu. Mà chủng đậu mục đích để làm gì? Cái thứ nhất là chim nó không bị sưng các cái sừng vảy ở trên chân cũng như là mỏ của chim. Nếu chúng ta chủng đậu được chim như thế này thì đối với chim này là có thể là trọn đời. Trọn đời có nghĩa là chúng ta có thể khai thác chim này trong vòng 5 năm. Đó là cái kỹ thuật mà chúng ta chủng đậu. Thì trong quá trình chúng ta chủng đậu bất kỳ lúc nào cũng được.
Nhưng bà con chú ý, đó là độ tuổi từ dưới 30 ngày thì sẽ có tác dụng hơn. Vậy sau đó, sau đây là chúng tôi hướng dẫn cho bà con là như vậy. Chào bà con.